Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Trang Trang TV, kênh số 9. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách nếu chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh. Để cập nhật những video mới nhất thì các bác có thể nhấn vào cái nút chuông thông báo và chọn lựa là cập nhật liên tục đấy, có 3 cái chế độ. Cảm ơn các bác rất là nhiều nha. Đó là câu mở đầu của Hoàng Dôn Trang Trang TV. Chúng ta quay trở lại câu chuyện hậu pháo ngày hôm nay. Thì xin thưa với các bác thế này. Hậu pháo, vụ án hậu pháo là một loại tội phạm mới theo công bố chính thức từ Bộ Công an, và đã dùng những cái thủ đoạn để mà chi phối, lũng đoạn, gây sức ép. Thế thì hôm nay đọc Facebook của một người bạn trên Facebook, thì anh ta có kể lại cái câu chuyện như thế này. Ngày xưa dưới thời của Ung Chính ấy, giờ thấy Khang Hy, dưới thời Khang Hy á, Khang Hy sau đó đến với Ung Chính, thì dưới thời Khang Hy nó có một cái ông cũng như là có một cái doanh nhân, tên là cái doanh nhân họ Nhậm, không phải Nhậm Ngã Hành đâu nhá, Nhậm gì đấy tôi không nhớ lắm. Thế thì có một doanh nhân kiểu như thế, và cái doanh nhân này xin thưa với các bác rằng là có một cái thói quen là ghi chép. Thế thì cái doanh nhân họ Nhậm đó dưới cái thời Khang Hy thì đã cấu kết rồi vân vân, sau đó rằng là làm cũng làm như kiểu làm nhiều cái dự án, tức là gọi là con buôn hay thương nhân để mua bán vân vân, để từ đó rằng là thao túng từ quan nhỏ cho đến quan lớn. Và cái thủ đoạn của anh ta thì cũng rất là đơn giản, đó chính là cái việc là mỗi một anh ta có một cái sở thích là viết, và anh ta cứ đưa được một vị quan nào gọi rằng là bao nhiêu tiền thì đều ghi chép lại, viết lại, đưa anh ta đi chơi chỗ nào thì cũng đều ghi chép lại. Rồi một vị quan mà có lỡ mồm nói những câu phạm húy thì cũng đều được ghi chép lại. Và cái quá trình ghi chép của cái vị thương nhân họ Nhậm đó thì người ta gọi rằng là một cái gì đấy tôi quên mất tên, nhưng mà cái đấy cũng không quan trọng đâu. Thế nhưng mà cái số lượng sổ ghi chép cho tới khi mà bị bắt á, khi mà đến thợ Ung Chính thì bị Ung Chính bắt á, thì nó lên tới là hàng chục cái dương. Các bác tưởng tượng hàng chục cái dương, cái hòm, tức là cái hòm như thế này, và cái số lượng ghi chép nó cực kỳ lớn trong cả cuộc đời mà cái thương nhân họ Nhận đó là đi thao túng các quan và coi các quan như là cái đồ chơi của mình. Thế thì Ung Chính đợt đó, sau khi mà Khang Hy mà mất rồi, đến đây Ung Chính thì chính là Ung Chính bắt cái thương nhân đó và biết rằng thương nhân này có cái tài liệu để ở trong những cái dương đó. Và thay vì mở cái tài liệu này ra, bởi vì Ung Chính biết thừa rằng là nếu như mà mở ra thì có lẽ rằng là tất cả đều các quan này đều tan xương nát thịt. Thế cho nên là để mà lấy lòng thì Ung Chính đã đốt cái dương đó trước mặt các quan. Thế thì cái câu chuyện này nó cũng thể hiện cho chúng ta một cái thủ đoạn của những người và những cái kẻ mà thật sự nó nắm trong tay cái quyền sinh quyền sát các tham, các quan tham. Các quan này cũng xin thưa với các bác rằng là cũng là người. Và các quan thì cũng có, mà thậm chí tôi chia sẻ với các bác rằng là các quan còn khổ hơn chúng ta. Chúng ta chỉ bị điều, nghĩa là chúng ta chỉ bị điều chỉnh bởi pháp luật thôi. Thế còn các quan thì người ta ngoài việc điều chỉnh bởi pháp luật thì người ta như một công dân bình thường, thì người ta còn bị điều chỉnh bởi cơ quan tổ chức. Ví dụ như công an thì có điều lệ này, điều lệnh này. Đó. Thế rồi quân đội cũng thế này. Thế rồi chúng ta còn có cả, nghĩa là họ còn bị điều chỉnh bởi các quy định của đảng nữa, đó là tức là kỷ luật đảng nữa. Tức là một người là mang thân trên mình là ba cái, gọi rằng là ba cái chồng pháp luật, rồi là quy định quy chế, rồi sau đó rằng là kỷ luật đảng. Thế cho nên các quan là ngã ngựa là cũng rất là bình thường. Mặc dù nắm quyền trong tay, nhưng cái việc ngã là rất bình thường. Cho nên ấy, các thương nhân nào và các doanh nhân nào mà nắm được cái mấu chốt đó, nắm được những cái chứng cứ đó thì có thể là thao túng, lũng đoạn được. Ở đây tôi không rõ là hậu pháo đã làm thế nào mà lũng đoạn, chi phối, mà gây sức ép được các ủy viên thường vụ. Thế nhưng mà thông qua cái câu chuyện của vị quan họ Nhậm đó ở Trung Quốc thì chúng ta cũng đã mường tượng ra được. Cũng giống như cái câu chuyện trong cái quan trường mà tôi cũng đã chia sẻ các bác lần trước ấy, thì cũng có những cái thủ đoạn tương tự như thế. Đúng không? Và điều này tôi nghĩ rằng là tốt nên là. Chúng ta thì chắc chắn không có cái chuyện rằng là như Ung Chính là đốt cái dương đó đâu.
Nhiều khi là cứ để đấy, bao giờ dùng thì dùng. Đúng không? Bao giờ dùng thì dùng. Lúc nào mở hồ sơ thì cứ mở đến đâu làm đến đó. Thế nhưng mà có một cái điều thế này, là tôi cũng hy vọng rằng là các doanh nhân mà có đi hối lộ thì các anh nên ghi lại. Tôi hy vọng thế, là các anh nên ghi lại. Ghi lại từ ghi âm này, ghi hình này. Đó. Bởi vì khéo sau này đấy chính là cái việc mà bảo vệ các anh. Đúng không? Và nếu mà đã gọi rằng là đã chết thì chết cùng xuồng luôn. Anh nhận được và quan nhận được tiền của các anh thì nếu mà các anh bị dính thì các quan cũng dính nốt. Như thế cho nó vui. Tất cả cùng kéo nhau xuống hố cho nó vui vẻ. Đi đâu cũng phải có bạn có bè. Thế cho nên rằng là tôi chỉ nhắc lại cái lời mà lần trước tôi đã chia sẻ trong một lần live stream ấy. Là bây giờ các doanh nhân là thôi thì đi đâu làm gì gặp bác này bác kia, thôi thì các doanh nhân đi đâu làm gì thì gặp bác nào bác kia, đúng không? Thì cứ cố mà tìm cách để mà ghi hình lại, lỡ anh đấy có những cái nó đi ngược với lý tưởng. Bình thường thì cứ rao giảng đạo đức, rao giảng vào lý tưởng cách mạng, thế nhưng mà thực tế không tin vào những lý tưởng đó thì có thể rằng là ghi lại. Thế rồi rằng là ví dụ như là đi gặp các em út nọ kia, đúng không ạ? Thì nhiều khi là không khống chế được thì cũng ghi lại. Tóm lại là tôi cũng khuyên là các doanh nhân á, là cũng nên làm cái trò đó. Nếu như bị o ép quá, là bị bắt phải là phần trăm nọ phần trăm kia thì cứ làm thế cho nó lành. Dân Việt chúng tôi là không cần những loại quan đó, và nếu mà sau này các anh mà có lỡ bị dính thì các anh cũng lôi cùng xuống cho nó vui. Nói gì thì nói, thì chúng tôi là rất thích những cái doanh nhân kiểu như là hậu pháo, sức tàn phá khủng khiếp. Nhưng mà cũng cho chúng tôi nhìn thấy được bộ mặt của rất nhiều những cái quan tham. Và những quan tham này không cần. Những quan này không nhớ lời Bác Hồ dạy thì chúng tôi không cần. Những quan này không giữ được cái đạo đức phẩm chất chính trị của người Cộng sản, chúng tôi không cần. Chúng tôi cần những người Cộng sản đúng nghĩa, những đảng viên chân thật, những đảng viên đúng nghĩa đảng viên, chứ không phải là những cái kẻ mà suốt ngày như thế. Thế cho nên là kể cả cấp cao đến mấy thì cũng nên loại. Và tôi cũng hy vọng rằng một cái điều như thế này nữa là kể cả ai có cái gì, ai đã nhận của những cái người nào có gì bây giờ thì khéo rằng là bây giờ là nên khai thôi. Nghĩa là tôi cũng chỉ khuyên rằng nên khai thôi. Nếu đã lỡ nhận của ai, ví dụ nhận của chị Nhàn bao nhiêu tiền, nhận của anh Hậu bao nhiêu tiền, nhận của chị Lan bao nhiêu tiền, vân vân, tất cả thứ đó là nếu như có nhận thì tốt nhất là nên bây giờ mang đi nộp lại, thì nhiều khi là có được cái sự khoan hồng. Còn nếu như mà không nộp lại thì thật sự hoặc là không dám khai thì xin thưa rằng là các anh chị là khó thoát lắm. Bây giờ các bác có thể thấy rằng là mới bắt Hậu thế thôi, mới bắt Hậu có mấy hôm thế thôi, hôm mùng 8 tháng 3, hôm mùng 6 tháng 3 gì đấy thì bắt. Thế sau đó ngay lập tức là bắt ngay là hai, nghĩa là bắt một đôi, bộ đôi của Vĩnh Phúc, là một đúng mùng 8 tháng 3 là bắt bà Hoàng Thị Thúy Lan, rồi là bắt ông Lê Duy Thành, rồi là bắt ông Cao Khoa, rồi là bắt ông gì nữa, rồi là bắt ông Đặng Văn Minh đó, và bây giờ là bắt thêm cả là bí thư, cựu nguyên bí thư của Quảng Ngãi, rồi là ông Lê Viết Chữ, rồi là bắt thêm nữa là của là ông phó bí thư thường trực tỉnh ủy của Vĩnh Phúc đó. Thế thì chứng tỏ rằng là bây giờ người ta cũng chẳng cần phải giữ lời giữ mồm gì nữa, người ta cứ khai ra thôi. Mà khai ra rồi mà lại có cái chứng cứ nhận tiền chuyển tiền thì thoát thế nào được, thoát thế nào được. Thế nhưng nhiều khi nếu như mà xin thưa với cả các doanh nhân á, là nhiều khi lời khai một chiều á, là chưa chắc người ta đã chấp nhận đó là chứng cứ đâu. Cho nên là mình cứ thủ một cái cho chắc. À, nếu như có biếu, nếu như có xén, nếu như có gì đấy thì tốt nhất là gọi điện, rồi là ghi hình, ghi âm, rồi vân vân, tất cả thứ đó lại để sau này là dàn túi. Bây giờ nó phải đoàn kết, thì chết chung chứ. Mình doanh nhân thì mình chả tử tế gì rồi. Thế nhưng mà bị mấy ông đấy trên đầu trên cổ rồi lại rồi cái con là kiếm tiền ở trên cái chỗ của mình thì mình đã chết thì mình phải kéo chết chung. Đúng không? Tôi nói đến đây xin thưa các bác rằng là khối khối vị mà nghe được tôi nói thì chắc là cũng toát mồ hôi. Bởi vì nếu các vị là quan tham mà cuộc đời các vị đã nhận nhiều lần rồi
Thì liệu các vị có chắc rằng trong những cái lần đó là các vị an toàn hay không? Liệu cái quán cà phê đấy người ta có lưu hình ảnh hay không? Có ghi âm ghi hình hay không? Đúng không ạ? Rồi đối thoại vài câu chuyện thì những câu chuyện mà mang tính chất đấy thì bị làm sao? Cho nên tôi nói thật, làm quan phải biết sợ. Sợ rằng một ngày là mình sẽ bị phỉ nhổ như thế. Cái thứ hai nữa là tốt nhất mà đã sợ thì cái chuyện cái thứ hai là không nên làm. Một người đã đàng hoàng thì người ta đi đâu người ta cũng chả sợ. Ông có dí tiền vào tay tôi cũng không nhận. Đúng không? À, tôi cứ đúng mà tôi làm thôi. Thế dí tiền vào tay tôi không nhận. Thì những người như thế là thoải mái lắm. Còn bây giờ kiểu các bố nhận rồi ấy, các ông nào nhận rồi ấy, thì tốt nhất là tôi nghĩ rằng là một là nên khai ra, không thì cũng sống bất ăn bất ngủ. Bởi vì một ngày đẹp trời nó lại phát hiện ra, hoặc cái thằng nó đưa tiền cho mình thì thằng đấy nó cũng cáo già, nó cũng đểu, và nó cũng lưu lại cái nọ lưu lại cái kia, thế là cũng đứt cước, đúng không? À, đôi điều chia sẻ thì thôi. Thế nhưng mà cuộc đời chả biết được chữ ngờ đâu, không biết cách, không biết là anh Hậu anh làm cách gì để mà thao túng, lũng đoạn, chi phối, gây sức ép. Có lẽ chúng ta kết luận điều tra thì chúng ta mới biết được. Đấy, nhưng mà chắc nó phải có được cái gì đấy, đúng không? Cảm ơn các bác rất nhiều.